Mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bộ xe cây kiển trên kênh Út đã quay trở lại với kênh Bằng Bến Tre ha. Và còn hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống giảo siêu âm Sài Gòn lá lớn bên vườn của em Nhi ha, dây siêu nụ nè, cúc hoa hồng thanh túi, một loại số giống khác của chú anh chị ha. Thì hôm nay bên vườn em Nhi còn mấy cây siêu âm Sài Gòn lá lớn ha, em Nhi xả hết cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, được thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Và không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh ha, xin lau vô cô chú anh chị mình giảo siêu âm Sài Gòn tiếp tục nha cô chú anh chị. Dạ. Cũng mong cô chú anh chị mình xem được cây nào ủng hộ nha. Do cây đầu tiên là mã số 21C là một cây giảo siêu âm Sài Gòn lá lớn. Hoành được 11 nha cô chú anh chị. Dạ. Dòng đế được 22. Dạ. Cao 98. Tán ngang là mình được 77. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá 600 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 21C đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 22C. 22C là cái giá siêu âm Sài Gòn lớn tiếp tục nha. Rồi hôm nay còn mấy cây em Nhi xả hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Hoành được 9. Rồi củ nè. Nhưng củ như heo nằm luôn. Củ 25. Rồi. Ê. Cao 64. Tán ngang được 54. Rồi cái này em xin lô cô chú anh chị mình giá 550 ngàn. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 23C. 23C cũng là cây giảo siêu âm Sài Gòn lớn nha. Rồi nguyên cũ luôn nè cô chú anh chị. Hoành 9. Rồi dùng cũ 30. Cao 981. Tán ngang được 72. Rồi cái này em xin lô cô chú anh chị mình giá 600 ngàn nha. Rồi mình đổi cây nha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 24C. Rồi cây giả siêu âm Sài Gòn lớn luôn nha. Rồi nguyên cái cũ luôn nè cô chú anh chị mà. Hoành được 11. Dòng cũ 23. Rồi cao 82. Tán ngang được 67. Rồi cây này em xin lưu cô chú anh chị mình giá 550 ngàn. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 25C. Rồi giả siêu âm Sài Gòn lớn. Hoành được 13. Rồi. Dòng cũ 22. Cao 92. Giờ tán ngang là mình được 68. Rồi. Rồi cái này em xin Zalo cô chú anh chị mình giá sách 550 ngàn. Rồi mình đổi cây ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 26C là cây giảo siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Tàn lớn ha, kép gốc nhớt nha cô chú anh chị, liền cốt nguyên cũ nè. Hoành được 11. Rồi. Dòng cũ được 26. Cao 88. Tán ngang được 85. Rồi, rồi cái này em xin cho đô cô chú anh chị mình giá 550 ngàn luôn. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 27C là cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thanh tú. Đây gồng luôn cô chú anh chị ha. Ba lượng nè. Mình được 9. Rồi. Dòng cũ 62. Chiều cao 62. Ủa? Chiều cao 62 tán ngang 60 cô chú anh chị. Rồi cái này em xin cho đô cô chú anh chị mình giá 300 ngàn. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 28C là cây mai kem nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Đế gồng lượng rất là đẹp nha. Hoành được 7. Rồi. À, dòng đế gồng được 30. Cao 57, 58. Tán ngang được 54. Rồi cái này em xin Zalo cô chú anh chị mình giá 300 ngàn. Rồi đổi cây. Tiếp theo mã số 29C là một cây cúc họ hương đế gồng luôn nha cô chú anh chị. Rồi nguyên con rồng luôn cô chú anh chị ha. Hoành được 100. Rồi. Cao 49. Tán ngang được 52. Rồi cái này em xin Zalo cô chú anh chị mình giá 300 ngàn. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 30C là cây cúc hồng thanh tú nha. Đế gồng luôn. Tàn tròn đẹp luôn cô chú năm anh chị. Năm sau là năm con rồng nên em lên gồng cho cô chú anh chị mình mua về để chơi chân Tết nha. Hoành được 8. Rồi. Cao được 51. Rồi. Tán ngang được 57. Rồi, rồi cái này em xin Zalo cô chú anh chị mình giá 300 ngàn. Rồi đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ em trong thời gian qua nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.